phản ứng của châu Âu trước sự thay đổi chính sách của Mỹ về Ukraine. Ukraine tuyên bố đẩy lùi 27 đợt tấn công của quân đội Nga. Tên lửa Kornet trở thành ác mộng của thiết giáp phương Tây. Tổng thống Biden quay trở lại chiến dịch tranh cử sau khi kết thúc cách ly. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Mới đây, nghiên cứu viên tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức DGAP chuyên về chính trị Mỹ và quan hệ xuyên Đại Tây Dương Dominic Thomdorf nhận định rằng chính phủ Mỹ đã cam kết và phân bổ hơn 50 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2022, một số tiền vượt quá tổng số cam kết viện trợ quân sự của các nước châu Âu. Washington cũng đang dẫn đầu việc điều phối viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Đồng thời, Mỹ đã mở rộng hơn nữa sự hiện diện của mình tại châu Âu để củng cố NATO, một sự xoay trục sang châu Á gây tổn hại đến châu Âu, nhưng nhiều người lo ngại đã không xảy ra dưới thời Tổng thống Joe Biden. Sự ủng hộ dành cho Ukraine cũng rất mạnh mẽ trong Quốc hội Mỹ, mặc dù các thành viên của cả hai đảng thường xuyên chỉ trích việc thiếu một chiến lược rõ ràng trong chính sách về Ukraine của Nhà Trắng. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa đã suy yếu sau khi ông Donald Trump là ứng cử viên tổng thống của đảng này. Từ năm ngoái, viện trợ cho Ukraine đã ngày càng gây chia rẽ Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là tại Hạ viện, dẫn đến việc một gói viện trợ mới đã bị Quốc hội Mỹ chặn trong nhiều tháng, gây ra hậu quả quân sự nghiêm trọng cho Ukraine. Tuy nhiên, một gói viện trợ mới cuối cùng đã được khoảng một nửa số đảng viên Cộng Hòa tại Hạ viện chấp thuận vào tháng 4 năm nay, hiện được bảo đảm cho Ukraine cho đến năm 2025. Nghĩa là được duy trì sau cuộc bầu cử ở Mỹ. Nhưng sự chậm trễ tại Quốc hội Mỹ đã cho thấy rằng sự ủng hộ của Washington đã trở nên dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các tranh chấp đảng phái so với trước đây. Trong bối cảnh đó, có một số kịch bản liên quan tới viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Kịch bản đầu tiên là chiến thắng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Một chính quyền Mỹ do một Tổng thống Đảng Dân Chủ lãnh đạo sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, có khả năng sẽ tăng cường nỗ lực củng cố lực lượng vũ trang Ukraine để giúp họ có khả năng ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai. Tuy nhiên, bất kỳ chính quyền mới nào cũng sẽ tiếp tục dựa vào các khoản phân bổ của Quốc hội để hỗ trợ tài chính và quân sự, và các cuộc đàm phán trong tương lai về viện trợ thêm sẽ phụ thuộc vào cán cân quyền lực trong Quốc hội cũng như lập trường tương lai của Đảng Cộng Hòa. Thật khó để dự đoán Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội sẽ định vị mình như thế nào về viện trợ cho Ukraine sau thất bại bầu cử tiềm tàng, nhưng có khả năng số lượng những người chỉ trích sẽ tăng lên trong Quốc hội sắp tới. Do đó, nếu Đảng Cộng Hòa nắm giữ đa số ở một trong hai viện vào năm tới, họ có khả năng họ chặn viện trợ thêm cho Ukraine. Một vấn đề khác liên quan tới năng lực quân sự. Sản xuất vũ khí tại Mỹ đang tăng lên, một phần là nhờ nguồn quỹ từ gói viện trợ được thông qua hồi tháng 4 năm nay nhằm bổ sung kho dự trữ của Mỹ. Chính quyền của ông Biden liên tục nhấn mạnh rằng Mỹ có khả năng hành động ở nhiều khu vực xung đột cùng một lúc. Tuy nhiên, viện trợ trong tương lai cho Ukraine cũng có thể phụ thuộc vào việc liệu thiết bị của Mỹ có cần thiết ở nơi khác hay không, ví dụ như Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hay Trung Đông. Tuy nhiên, điều rõ ràng là các nhà hoạch định chính sách của Mỹ thuộc cả hai đảng đều muốn châu Âu sẽ có vai trò mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ Ukraine. Kịch bản thứ hai là nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, theo đó chính sách đối với Ukraine sẽ trở nên khó lường hơn nhiều. Về cơ bản, ông Trump tin rằng châu Âu phải cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính và quân sự hơn vì sự sống còn của Ukraine quan trọng với châu Âu hơn là với Mỹ. Chính quyền ông Trump thứ hai có thể dừng hoàn toàn viện trợ của Mỹ, nhưng cũng có thể khiến việc tiếp tục viện trợ phụ thuộc vào các nhượng bộ từ Ukraine và các đối tác châu Âu. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng ông Trump sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine ví như giới hình thức cho vay và có thể sẽ có cách tiếp cận cứng rắn hơn so với chính quyền ông Biden. Ông Trump có thể bị thuyết phục bởi lập luận rằng Iran, Triều Tiên và Trung Quốc cũng liên quan đến cuộc xung đột bằng cách hỗ trợ Nga với mục đích làm suy yếu Mỹ và phương Tây. Nếu Đảng Dân Chủ tiếp tục giữ chức Tổng thống Mỹ, các đồng minh châu Âu có thể sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ tiếp theo để tăng cường lực lượng vũ trang Ukraine và khả năng phòng thủ lâu dài của họ. Đồng thời, họ sẽ thực hiện việc chuyển gánh nặng dần dần sang châu Âu. Để làm như vậy, các chính phủ châu Âu khác có thể cân nhắc cung cấp cho Ukraine các thiết bị bổ sung từ kho dự trữ quốc gia mà họ thường giữ lại để phục vụ cho nhu cầu quốc phòng của riêng họ. Ví dụ, các hệ thống phòng không Patriot bổ sung, trong đó một số quốc gia châu Âu có các mẫu đang sử dụng và Ukraine đang rất cần. Các chính phủ châu Âu cũng tiếp tục mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ để đảm bảo việc mua sắm thiết bị và đạn dược mà Ukraine có thể cần trong những năm tới.
Gần đây, chính phủ Đức đã tăng cường nỗ lực để tăng sản lượng vũ khí, bao gồm hỗ trợ xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược mới, và NATO đã ủy quyền sản xuất tên lửa và phụ tùng cho các hệ thống phòng không. Trong kịch bản ông Trump trở lại nắm quyền, các chính phủ châu Âu có thể sẽ điều chỉnh mang tính giao dịch của ông Trump về các vấn đề quốc tế, nhưng phải có lập trường rõ ràng về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng. Họ nên làm rõ với chính quyền của ông Trump thứ hai rằng châu Âu đã sẵn sàng gánh vác phần lớn hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine trong trung hạn. Ngoài ra, họ có thể chỉ ra rằng châu Âu sẽ tiếp tục mua một tỷ lệ đáng kể các hợp đồng mua sắm quốc phòng cho cả quốc phòng quốc gia họ cũng như cho Ukraine từ các công ty quốc phòng Mỹ. Điều này đã xảy ra và sẽ tiếp tục cần thiết trong thời điểm hiện tại do năng lực hạn chế của châu Âu. Cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Theo đó, tại khu vực Donetsk, theo hướng Pokrovsky, binh sĩ Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 27 cuộc tấn công của quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, theo hướng Pokrovsky, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào những khu định cư Vodvizhenka, Novoselivka, Persa, Novoaleksandrivka, Progres, Umansk và Yasnoborivka. Thông báo nói rõ, quân đội Nga với sự hỗ trợ của hàng không đã cố gắng đánh bật các đơn vị của chúng tôi ra khỏi khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ, nhưng nỗ lực chưa mang lại hiệu quả. Trong vài ngày qua, hướng Pokrovsky vẫn là một trong những mặt trận diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Người phát ngôn của nhóm tác chiến Khotitsia, ông Naza Voloshin nói thêm, đối phương đã phần nào giảm bớt trọng tâm và tiềm năng tấn công. Vị chỉ huy nói rõ, hướng này vẫn tiếp tục là mặt trận nóng nhất, nhưng đối phương đã phần nào phải giảm thiểu cường độ tấn công bởi vì các binh sĩ của chúng ta đang ngăn chặn hiệu quả, đưa ra phản ứng thích đáng. Ông Voloshin cũng cho biết, tổn thất của quân đội Nga ở mặt trận này là rất đáng kể, khi hơn 200 binh sĩ, một số xe bọc thép, hệ thống pháo binh đã bị vô hiệu hóa chỉ trong ngày hôm qua. Trong những tuần gần đây, như phía Ukraine lưu ý, gần 50 vụ tấn công mỗi ngày đã được ghi nhận theo hướng Pokrovsky. Tuy vậy, gần đây, quân đội Nga cuối cùng đã giành được làng Yevgenivka. Việc phòng thủ khu vực này do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 đảm nhiệm. Trận chiến ác liệt giữa xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley ở ngoài ô Yevgenivka đã được ghi nhận. Bên cạnh đó, tại khu vực Donetsk, đơn vị Eskavan mới được thành lập đã không cho phép quân đội Nga giành được chỗ đứng trong làng Novoselivka Persa. Mặc dù vậy, phía Ukraine cũng phải thừa nhận tiềm năng của Nga là rất lớn. Khi bất chấp thiệt hại, họ vẫn phải đối diện liên tiếp những đợt tấn công như sóng vỗ bờ, yêu cầu cấp bách là có thêm lực lượng tăng viện cũng như bổ sung vũ khí. Thời gian qua, tên lửa chống tăng ATGM Kornet đã tự khẳng định là một trong những vũ khí hiệu quả nhất để chống lại xe bọc thép và công sự của đối phương. Trên chiến trường Ukraine, các tổ hợp ATGM hạng nặng này đã thể hiện hiệu quả cao nhờ đặc tính kỹ trường thuật đặc biệt. Tổ hợp Kornet được phát triển từ những năm 1990 và được quân đội Nga sử dụng vào năm 1998. Nhiệm vụ chính của ATGM là đánh bại các xe tăng hiện đại được trang bị vỏ giáp dày, cũng như những mục tiêu bọc thép và không bọc thép khác. ATGM Kornet được trang bị hệ thống dẫn hướng chùm tia laser bán tự động, đảm bảo độ chính xác khi tấn công ở khoảng cách xa. Tầm bắn tối đa của Kornet lên tới 10 km khi sử dụng tên lửa đặc biệt, trong khi đạn tiêu chuẩn có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 5,5 km. Đầu đạn của tên lửa có thể là loại xuyên lõm hoặc nhiệt áp, khiến nó trở thành vũ khí phổ biến để phá hủy cả mục tiêu bọc thép cũng như công sự và nhân lực của đối phương. Trên chiến địa, Kornet ATGM đang được sử dụng tích cực để phá hủy xe bọc thép, các vị trí kiên cố và nhân lực của Ukraine. Một ví dụ về việc sử dụng thành công tổ hợp này là trận chiến ở khu vực Lysychansk, nơi quân đội Nga với sự trợ giúp của Kornet đã phá hủy nhiều xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đối phương. Hiệu quả của việc sử dụng Kornet đã được chính các quân nhân xác nhận. Chỉ huy của một trong các đơn vị Nga lưu ý rằng ATGM này có thể tấn công với độ chính xác cao từ khoảng cách xa, giúp giảm đáng kể rủi ro cho trắc thủ và tăng cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Ngoài ra, trong một trong những trận chiến gần Mariupol, ATGM Kornet còn được sử dụng để phá hủy các bong ke và công sự, cho phép quân đội Nga tiến về phía trước và kiểm soát vị trí chiến lược quan trọng. Ưu điểm nữa của Kornet ATGM là độ linh hoạt. Tổ hợp này có thể được lắp đặt trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả xe bọc thép, chở quân và ô tô, cho phép nó nhanh chóng được di chuyển ra chiến trường và sử dụng trong nhiều tình huống chiến thuật.
dựa trên kinh nghiệm thành công khi sử dụng Cornet ATGM ở khu vực chiến sự, Nga có kế hoạch tiếp tục hiện đại hóa và cải tiến tổ hợp này. Trong tương lai, họ có kế hoạch tăng tầm bắn, cải tiến hệ thống dẫn đường. Một trong những lĩnh vực hiện đại hóa là tích hợp Cornet với máy bay không người lái UAV. Điều này sẽ làm tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả thông qua việc sử dụng UAV để trinh sát và dẫn đường. Khả năng phát triển các loại đầu đạn mới, bao gồm cả đầu đạn với yếu tố hủy diệt có kiểm soát cũng đang được xem xét, mục đích nhằm chống lại hiệu quả hơn những biện pháp phòng thủ của chiến xa hiện đại. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với kênh truyền hình MSNBC, người phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, ông Jen Dillon cho biết, chủ nhân Nhà Trắng sẽ quay trở lại chiến dịch tranh cử vào tuần tới sau khi kết thúc thời gian cách ly do mắc bệnh COVID-19. Theo ông Dillon, Tổng thống Biden kiên định với mục tiêu ở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp áp lực ngày càng tăng trong Đảng Dân Chủ liên quan đến vấn đề tuổi tác và sức khỏe của ông. Ông Dillon khẳng định, ông Biden quyết tâm đánh bại ông Donald Trump hơn bao giờ hết. Tổng thống Biden được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang trong chuyến vận động tranh cử ở Las Vegas ngày 17 tháng 7. Ông có các triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, đây là lý do đương kim Tổng thống không thể phát biểu tại một sự kiện đã lên lịch từ trước.